Dạ. Mà, thằng này. Ủa, mấy người tới đây làm gì nữa? Muốn quậy ai trong nhà này nữa? Đi. Cút ngay. Nếu không được trách tôi đó. Anh Xui, anh Xui. Anh khỏe không anh Xui? Thằng Sang nó nhớ vợ nó quá, nó muốn qua thăm. Nên sẵn tôi qua thăm con dâu, thăm anh luôn. Với lại tôi... Thôi, thôi. Đủ rồi. Mời hai mẹ con bà biến khỏi nhà tôi giùm cho. Bà đã gây ra bao nhiêu chuyện, còn dám dắt mặt qua đây hả? Tôi mà không dằn nổi là bà ân hận đó. Đi vào. Anh Xui, anh Xui. Trời ơi, đừng có làm vậy mà. Trời ơi, Xui gia cũng như người một nhà. Anh đừng có la lớn quá, hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy kỳ lắm á. Trời anh Xui à. Trời, tôi xin anh mà. Bà làm gì vậy bà? Anh cho tôi vô nhà, tôi thắp nhang cho chị Xui, rồi từ từ mà nói chuyện nha anh Xui nha. Bà làm cái gì vậy? Khỏi cúng bái gì hết trơn. Bà hại chết bà nhà tôi. Chưa hả dạ hả? Bà còn đòi thắp nhang gì nữa? Không chừng bà nhà tôi á, ở trên bàn thờ á, bà nhảy xuống bóp cổ bà đó. Đi không? Hay là đợi tôi lấy chổi quét hai mẹ con bà đi. Anh Xui, bye bà. Trời, anh nói cay nghiệt chi vậy? Tôi biết lỗi tôi rồi mà. Anh cho tôi cơ hội phục thiện đi nha. Chị Xui là người hiền lành nhân đức. Chị mà thấy tôi ăn năn hối hận như vậy, chị cũng không quán trách tôi đâu anh Xui. Cho tôi vô nhà đi nha. Tôi xin anh á. Đi mà, nghe. Bà đứng lên đi. Bà làm gì trước cửa nhà tôi vậy? Cho tôi vô. Vô, 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 vô. Nhanh, nhanh. Dắt xe vô, dắt xe vô. Dắt xe vô, nhanh. Rồi, 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 đứng đây, đứng đây. Ra đóng cửa, nhanh. Lẹ đi, lẹ đi. Nè con. Chị Xui ơi, chị chết hoang, chết ức, chết tức tưởi như vậy. Tôi có lỗi với chị nhiều lắm. Tại tôi xấu mồm xấu miệng, ăn nói không biết giữ lời, nên chị mới ra nông nổi này. Chị tha lỗi cho tôi nha chị Xui. Tôi biết người hiền lành như chị không chấp kẻ hàm hồ như tôi, nên tôi ân hận lắm. Tôi biết nếu chị còn sống, chị cũng không chấp nhất gì tôi đâu. Tôi lại chị tha cho tôi nha chị Xui. Tôi sẽ ăn chay niệm Phật, tôi tụng kinh cho chị để sám hối tội lỗi của tôi. Tôi lại chị Xui. Lại đi con, lại đi. Mẹ của con hối hận lắm rồi. Mẹ đừng chấp nhất mẹ con nữa nha mẹ. Con xin lỗi mẹ. Mẹ cho con rước vợ con về để chăm sóc. Con hứa sẽ chăm sóc cho Thùy Hạnh đàng hoàng, để mẹ yên tâm nơi chính suối. Rồi đi con. Ba cho con vô phòng thăm vợ con nha ba. Nè, đi đâu vậy? Con vô thăm vợ con. Thăm cái gì mà thăm? Đưa mẹ cậu về đi. Con Hạnh đang bệnh nên tôi không muốn làm lớn chuyện. Cậu phải biết tự trọng chứ. Đi đi. Muốn đốt nhang, muốn giả nhân giả nghĩa, tôi cũng cho mấy người tội nguyện rồi. Bây giờ đi ra khỏi nhà tôi đi. Đi, đi con, đi. Đốt nhang chút làm giọng thì ghét. Ủa, sao hai người không về đi? Mặt dày quá vậy. Ngồi. Anh Xui à, anh bớt nóng đi. Thực ra hôm nay tôi qua đây trước là để thắp cho chị Xui nén nhang.
Sau nữa là bàn công chuyện với anh. Dù gì mình cũng là người nhà, không mấy chuyện kiện tụng á, anh bỏ qua giùm nha, được không anh? Kiện tụng gì? Tôi rối lắm rồi. Gia đình tôi ra nông nổi này là do bà hết. Tôi lặp lại lần nữa, mẹ con bà ra khỏi nhà tôi đi. Sớ rớ ở đây nữa là tôi không có nhịn đâu đó. Dạ. Anh cho tôi nói hết đã. Chuyện đâu còn có đó mà. Người nhà không à, thưa kiện nhau ra tòa, thiên hạ biết người ta cười chết á. Tôi biết lỗi rồi mà. Là tôi sai, tôi ăn ở không phải với anh chị Xui. Anh bỏ qua cho tôi một lần đi anh Xui. Lần đầu anh bỏ qua giùm đi. Một lần? Bà định còn lần sau nữa hả? Hả? Lần này là bà nhà tôi, lần sau là tới ai? Tới tôi hay là con gái của tôi? Hả? Anh Xui à, anh nói cay nghiệt vậy làm chi? Tôi xin lỗi anh rồi mà. Chị Xui cũng bỏ qua cho tôi á. Chị sống khôn thác thiên, sống hiền chết lành. Chị đã tha thứ cho tôi rồi mà. Chị đâu có để bụng đâu. Anh Xui, chuyện cũ bỏ qua hết đi nha. Tôi sẽ đứng ra trị bệnh cho con Hạnh, rồi đưa nó về nhà, để vợ chồng nó khỏi xa nhau nữa. Chứ anh nghĩ coi, vợ chồng son mà chia cách tụi nó như vậy, mang tội chết á. Dạ đúng rồi ba. Anh Xui, bây giờ anh ra tòa, anh rút cái đơn kiện lại giùm tôi là được rồi nha anh Xui. Đơn gì? Kiện gì? Bà lảm nhảm cái gì? Bà đi về giùm đi, đừng có lảm nhảm nữa. Anh Xui à, tôi... Đi! Hai mẹ con bà về đi. Có lỗ tai không? Tính mọc rễ ở đây hả? Đi về đi. Ba, có chuyện rồi, vô nhanh đi ba. Gì mà lý dữ vậy? Hả? Bà già ra đánh. Cỡ bà, phải cho ở tù ruộng xương mới đã. Dượng, Dượng lấy chỗ khác bà này ra khỏi nhà đi Dượng. Gì đó? Đúng là quan già ngõ hẹp. Mày muốn làm quan hồn bám theo tao hả? Ở đâu cũng gặp mày hết á. Ở đây không có chuyện của mày, đi ra đi. Bà nói cái gì? Quan hồn bám theo bà hả? Không có tới lượt tôi đâu. Quan hồn của dì hai tôi á, đang đứng bên cạnh bà, đòi bà trả mạng cái kìa. Bà coi chừng đó. Dì hai của tôi á, đường nào cũng về tìm bà, bóp cổ môi gan của bà à. Mày đúng là con điên. Ăn nói xàm không. Ma quỷ gì ở đây? Ở đây không có ma quỷ. Mà tao không có làm gì phải sợ ma quỷ. Anh Xui à, anh suy nghĩ kỹ lại đi nha. Chuyện kiện tụng là không có lợi gì cho hai nhà hết á. Thôi giờ mình làm hòa với nhau, rồi mình vui vẻ như xưa. Tôi sẽ cố hết sức đền bù cho hai cha con anh nha. Bà im đi. Kiện bà hả? Là tôi kiện đó, bà làm gì được tôi? Dượng, con kiện bà đó Dượng. Dượng đừng nghe bà nói nữa, đuổi hai mẹ con bà về đi Dượng. Diễm Hà. Diễm Hà cái gì? Mày kiện tao hả? Mày là ai mà mày có quyền mày xía vô cái chuyện giữa Xui dài với nhau hả? Mày có quyền gì mày kiện? Tôi á, không còn có quyền gì hết đó. Không sao đâu. Tôi thích kiện bà là tôi kiện vậy đó. Bà làm gì được tôi? Bà hại gì của tôi á, chết oan chết ức. Kiện bà như vậy á là mai cho bà lắm rồi á. Đáng lẽ tôi phải tiễn bà xuống dưới đó hầu hạ cho dì hai của tôi nữa kìa. Cái đồ con nước tranh, hỉ mũi chưa sạch mà hỗn. Nè, mày về học lại luật đi nha. Không có cái luật nào mà quy định mà nói mấy câu mà gây án mạng hết trơn á. Mày mà kiện bậy bạ đó hả, là coi chừng tao kiện ngược lại mày cái tội mày vu khống, cái tội phỉ báng danh dự người khác. Kiện tôi hả? Được thôi, bà đi kiện đi. Vậy bà chờ bóc lịch đã đời ra rồi hãy kiện nha. Yên tâm đi, tôi á sẽ chờ bà tới cái ngày đó. Còn á, bà kêu Dượng tôi đừng có kiện bà hả? Nằm mơ đi. Đúng là cái đồ con nít hỗn láo. Tôi nói cho mấy người biết nha, đừng có tưởng tôi không rành luật mà muốn làm gì thì làm. Trời anh ơi, yên tâm đi, không sao tôi đâu. Không có làm gì là tôi không có sợ ai hết á. Mấy người kiện hả? Kiện đi, kiện đi tôi đi hầu. Mà nhớ nha,
Kiện là phải kiện cho được à. Kiện không được thì coi chừng tôi kiện ngược lại thì đừng có trách. Không có nói nhiều với mấy người nữa. Đi về con. Đi đi. Mẹ. Gì? Con chưa gặp vợ con mà. Không có vợ con vậy đó. Nó là con quỷ. Hai cái đứa con gái nhà này á là một cái thứ quỷ y như cái con này nè. Bà đi ra khỏi nhà nhanh lên. Đi về. Đi. Đi về. Về. Không có thương khởi vậy đó. Đi. Đi đi.